Một người phụ nữ bị phát hiện đang giấu 5 con rắn còn sống trong ngực ở sân bay với mục đích là mang đi buôn lậu. Sự việc này mới đây đã xảy ra ở cảng Phúc Điền, Thâm Quyến, Trung Quốc. Theo đó, thì nhân viên hải quan ở cảng này đã phát hiện ra một hành khách nữ có hình dạng kỳ lạ đang di chuyển qua cửa khẩu để nhập cảnh. Nghi có điều bất thường, họ giữ cô lại để kiểm tra và phát hiện ra rằng người phụ nữ này đang giấu 5 con rắn còn sống trong ngực, gói trong những đôi tất chân. Sau khi kiểm tra, thì nhà chức trách cho biết những con rắn mà người phụ nữ giấu trong cơ thể là loài rắn ngô. Rất đông cộng đồng mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự kinh ngạc trước sự việc lần này, ghi nhận một số những bình luận như sau. Tôi thậm chí sẽ không chạm vào chúng, chứ đừng nói đến việc giấu chúng trong áo ngực của mình. Ôi trời, nhìn thấy thôi đã sợ chạy mất dép, đây lại còn giấu trong áo ngực, mình mà gặp rắn chắc là mình ngất rồi đấy, vân vân.